đây rút ly dị để làm cái gì chứ? Anh ấy vẫn tới tiệm bánh của ba chị ta để thăm bọn họ kia kìa. Anh ấy vẫn còn bên vực cho chị ta. Đề rút à, sao con lại chạy tới chỗ đó? Con vẫn còn cảm thấy luyến tiếc đồ ranh, có đúng như vậy không? Biến khỏi khu phố này đi. Chết đi đồ giết người. Chết đi. Cư dân khu phố này vì chuyện quá khứ của ba mà làm như vậy hay sao? Đi bông mà, cậu hãy nghĩ làm đi. Hãy cho con làm tiếp đi mà. Chuyện tới mức này cậu còn nói như vậy hay sao? Tối qua có chuyện gì vậy con? Chàng Sô Dơn thì hoàn toàn tỉnh táo, mà sao con lại say xỉn như vậy hả? Mẹ nói gì vậy? Chàng Sô Dơn đã đưa con về nhà đó. Cô Sô Dơn sao? Ôi trời đất ơi. Alo, dạ xin lỗi, đó là điện thoại của tôi. Bây giờ nó đang ở đâu vậy? Anh Đê Rút, em Chàng Sô Dơn nè.